Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tham quan một cái vườn bưởi da xanh hiện tại mình đang tạo hình. Thì đây là những vườn bưởi mình đang tạo hình lên khuôn cho tới bưởi tạo hình hỏi vàng, đồng tiền và bưởi vuông, bưởi tròn cho năm 2020 này. Đây mình sẽ đi tham quan, vườn bưởi này rất là rộng. Hôm nay trời mưa, mưa rất là lớn mà nhưng phải cố gắng làm để thôi mấy trái nó lên không kịp, để cho trái lớn rồi thì không thể nào kịp lên khuôn. Đây là khuôn nè. Bữa nay rất là tốt trái. Đây là những cái khuôn mình đang lên rồi, mình che chắn lại cho nó mát trái, nó trái nó sẽ lên đều. Đây những cái bưởi mình lên. Những bưởi này rất là rộng, mương bèo xanh luôn. Thì những cái bưởi cỡ này bắt đầu mình lên khuôn được rồi. Đây, tùy theo khuôn và kích cỡ thì nó sẽ mình chọn trái để mình lên. Những bưởi rất là tốt trái. Các bạn nào muốn kinh doanh sản phẩm bưởi tạo hình, dừa tạo hình thì liên hệ với mình, thì mình sẽ cung cấp những sản phẩm vào dịp Tết. Sản phẩm này rất là hút hàng trong những cái dịp Tết. Khuôn thì nó hai mảnh như vậy, một tài một lộc. Thì các bạn lên khuôn. Đây, cái vườn bưởi rất là rộng. Đây, cái bưởi này chắc khoảng 2 kg. Vườn bưởi này thì cũng mới vừa cắt trái thôi. Đây là mình đang thao tác, đang lên khuôn trái bưởi. Để mình quay mình lên cho các bạn xem một cái bưởi luôn. Khoan, để lấy cọng dây cọc cái điện thoại lên cái. Này chưa có chuyên nghiệp lắm. Thấy không ta? Chắc không thấy quá. Lấy thì mình nghiêng cái này chút. Đi về chỉnh. Rồi, tương đối rồi. Giờ mình sẽ lên khuôn. Trời mưa nên hơi cực một chút. Bình thường thì các cái điện thoại không có quay. Đây, giờ mình sẽ lên tới này. Đây là một cái trái mình đã chọn. Để mình tí.
thì nó có hai loại khuôn, một khuôn tròn và khuôn thỏ vàng. Thì thỏ vàng cái tán này bự hơn rồi không thể ốp được, mình sẽ sử dụng cái khuôn tròn. Khuôn tròn tài lộc. Mình lột bằng dây, dây để mình cột cái khuôn lên. Đây. Thì cột dây lên. Mình sẽ ốp trái lên. Sau khi ốp trái lên thì treo con dây lên. Cái này thì tạo hình rất là cực, nhưng mình yêu nghề thì mình theo nghề, mình không bỏ nghề. Khi mình làm thì nói chung cái sản phẩm của mình đó thì rất là ok, mình nhưng cái số lượng không có nhiều được. Mình ra năm nào cũng hết hàng là vậy. Chứ làm thủ công mình ra không có nhiều. Mình đang làm ở cái này thì mình dòm mình đã thấy cái trái khác rồi thì mình chuyển qua làm cái kia. Nhưng mà mình tiến hành dần ốc. Nói chung tương đối rất là cực.